Chào cả nhà nhá. Nay mình xuống tại Vũng Tàu ấy, thằng em nó có cái cây hoành 97 này. Đấy, nói chung là xù 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 cám, xù xù đã luôn đấy. Đấy, cây này rất là to thì nhà nó mới bứng về, nó đang kêu là bán kẹt tiền tiêu tết. Đấy, bán đấy hoành 97. Cây này nó xù xù kinh lắm. Cây này để nó cũng chưa được chăm sóc lắm, cho nên là bây giờ về là các bạn mà có nhu cầu mua về chăm lại là nó rất là sung. Cây này là nó có một cái dáng thẳng nhưng mà em nó thích cái dáng bay, nó bảo là cắt đi cái chỗ cái kia đi cho nó thành một cái tán bay. Đây mình quay cái xung quanh cái củ đế cho các bạn xem, nó đang tạo xù hết rồi đấy. Cái này em lấy theo chánh lâm nó bôi rồi đấy, cái thân cây của nó đấy mới đánh. Cái này em nó quấn lại cho nó mát gốc. Đó, cây này hoa đẹp hoành 97, cao tầm 3 mét. Mới đánh về này, đấy cái nụ hoa trên này, đấy để mấy hoa chơi thôi. Cây này lực che lại cho nó mát, chưa trồng thì các bạn có nhu cầu mua là chở tới nhà luôn. Đó, vẫn còn để trên xe, chưa khui ra, cứ để nguyên bầu. Cây này nó xù xù lâu năm lắm rồi. Nó xù 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 kinh nhá. Đấy, kia cho nó cái thân thân trên ấy nó không được đẹp lắm. Em nó thích cái dáng bay, nó cắt đi. Thì giá tiền này em nó bảo cứ thương lượng là điện cho em nó. Thì số điện thoại của chủ cây thì mình để trên màn hình đấy, thì các bạn có nhu cầu mua thì điện này gặp trực tiếp em, nó thương lượng giá cả nó hợp lý thôi. Cây này nó rất là lớn đấy, xù đấy, thấy không, các bạn nhìn kỹ không, có xù hết. Cây này nó già lắm rồi. Rồi các bạn có nhu cầu mua thì điện gặp em nó nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.